Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Java mang mã hiệu là Subzima, được trang bị full group Shimano 105, khung carbon. Rồi bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe được làm từ carbon, thiết kế dẹp khí động lực học, vết sơn của nguyên bản. Xe có một vài vết xước nhỏ do xe bã, không thể tránh khỏi. Tổng thể của chiếc xe thì cũng rất là đẹp. Mayer bi vòng đốt 700C, chuyển động 105, gạt đĩa đây. Và test chuyển động để bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp 4 khóa cọc yên là 48cm, 4 khóa cọc yên, 4 tâm cổ cốt là 48cm. Xe phù hợp cho những bác từ 1m63 đến 1m73, 74. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Xe được trang bị 11 tầng lip, 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ. Tổng cộng của chiếc xe vô cùng là mượt mà, bắt nào ăn chắc được. Rất là mượt mà. Đây là khối lượng là rất là phi tai. Và chiếc xe đã có giá bán rất tốt bên em là 18.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cùng ấn chuông để xem được những chiếc xe khác bọn em đưa trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.